Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì em Vũ Duy Auto lại đang cưỡi trên mình một chiếc Camry 3.5Q. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chiếc xe khá là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Bên ngoài thì trông cực kỳ là sang trọng. Một mẫu sedan phân khúc hạng D, sản xuất năm 2008. Con này thì sử dụng hộp số tự động và sản xuất tại Việt Nam. Một chiếc xe màu đen rất là đẹp, ngoại thất màu đen, nội thất cũng màu đen và kết hợp các cái viền giả gỗ. Bây giờ thì em đang đi đổ xăng chiếc xe này để mà tiến hành đi đường dài. Vâng, chiếc xe thì tay nắm rất là chắc luôn, bằng vô lăng bọc gỗ kết hợp với các cái phần nhựa hay phần da của chiếc xe thì rất là mềm, êm. Và tay vô lăng thì rất là chắc chắn. Vô lăng được tích hợp rất nhiều chức năng, ví dụ như là âm thanh, loa, điện thoại cũng như là điều chỉnh điều hòa. Các chế độ của chiếc xe thì rất là hiện đại. Vâng, và chiếc xe thì có thể điều chỉnh vô lăng theo 4 hướng nhé quý vị nhé. Rất là hiện đại và tiện lợi luôn. Với cái giá thành của chiếc xe thì vô cùng rẻ, chỉ có 389 triệu đồng một chiếc xe Camry. Thì đây là một cơ hội cho những ai mà ưa thích những mẫu xế sang mà giá thành vừa phải, kinh tế vừa phải. Vâng, và bây giờ thì em sẽ tiến hành vào đổ xăng. Tí nữa thì em sẽ đi quay ngoại quan bên ngoài. Tạm hẹn gặp lại quý vị các bạn ở không gian bên ngoài. Vào đổ xăng mình phải dừng rồi. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Camry 3.5Q, một chiếc xe rất là đẹp luôn, form dáng 2008. Một chiếc xe được mệnh danh là một mẫu sedan thời thượng. Vâng, với thời điểm đó thì mua chiếc xe này vào gần hơn trên dưới đôi tỷ nhá quý vị nhá. Vâng, một giá thành không phải ai cũng có thể với tới được. Vâng, nhưng với thời điểm này, năm 2020, tại Vũ Duy Auto, chiếc xe này hiện nay chỉ bán với giá 389 triệu đồng thôi. Vâng, 389 triệu đồng mà đã mua được chiếc xe đẹp như thế này thì không có gì không nhanh tay alo ngay cho em. Sử dụng đèn bi cầu xê lông cực kỳ sáng bóng luôn, và bầu đèn thì cực kỳ sáng. Logo TOTA nổi bật luôn trên phần cát lăng. Con này thì biển Hà Nội 30E58800, một chiếc biển rất là đẹp. Và thưa quý vị các bạn, sơn xi của chiếc xe thì cực kỳ đẹp luôn, sơn màu đen tuyền luôn toàn bộ xe. Vâng, phần sơn thì rất là đồng đều và kết hợp các cái chi tiết mạ chrome cũng như vè mưa Camry xịn luôn. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn tổng thể quan ngoại quan của chiếc xe này. Một chiếc sedan phân khúc hạng D rất là đẹp, sử dụng hộp số tự động nhé quý vị nhé. Đó, mọi người nhìn lại phần tapi bằng da cũng như bằng nhựa rất là đẹp luôn. Tạp lô cũng vậy. Chiếc xe thì sử dụng hai ghế đằng trước là ghế chỉnh điện, còn ghế đằng sau thì là form dáng cực zin luôn. Thưa quý vị các bạn, da của chiếc xe là da zin nên là ngồi rất là êm và thoáng khí. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn qua tổng thể ngoại quan của chiếc xe. Một chiếc Camry 3.5Q bản V6. Độ bốc của con xe này thì không cần phải bàn cãi nữa. Vâng, một chiếc xe mà cực kỳ bốc luôn. Và tăng tốc lên từ 0 đến 100 cây chỉ trong vòng có 6,5 đến 7 giây trên 100 thôi. Vâng, mọi người có thể nhìn cùng em. Vâng, chiếc xe này thì cũng khá là hiện đại. Các cái đấy. Hôm trước thì em làm dở video clip chiếc xe này rồi. Bây giờ em làm chi tiết cho mọi người để cùng chiêm ngưỡng và cảm nhận. Phần tapi của bên lái mọi người có thể sờ cùng em là da rất là mềm, nhựa mềm, da mềm êm. Và các cái phần da cực kỳ mềm luôn. Và bốn kính thì sử dụng nút ấn điều khiển khoảng một chạm đấy, rất là hiện đại. Kính thì đã được mạ phim cách nhiệt rồi. Và đấy, dán phim cách nhiệt và gioăng cao su đẹp từng cm luôn luôn. Không có dấu hiệu rách gì cả. Vâng, keo chỉ thì đẹp. Vâng, chiếc xe này keo chỉ rất là đẹp luôn. Tapi sạch sẽ đẹp đẽ. Vâng, đấy và rất hiện đại luôn, có cả đèn báo mở cửa, chốt tròn cũng như khóa cửa rồi chốt cửa xe, khóa kính. Vâng, còn gương kính thì chỉnh bằng ở đây nhá quý vị nhá. Và con này thì đóng mở gương này cũng như là chế độ cảnh báo lùi này. Đấy,
chức năng nhớ ghế này thì ở trên này. Đấy mọi người nhá, ghế chỉnh điện, vâng, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường và rất nhẹ nhàng. Đấy, đấy nghiêng ngửa ra toàn bằng điện hết nhá quý vị nhá. Và đây độ ôm lưng. Con này ngồi thì rất là đầm chắc. Chiếc xe này sản xuất ở Việt Nam nhá quý vị nhá. Thực tế với cái giá thành trước mua xe gần 2 tỷ đồng, trên dưới 2 tỷ một chút, thì bây giờ chỉ có 389 triệu đồng đã mua ngay được chiếc Camry này rồi. Vâng, không có tội gì mình phải đi mua Morning hay là Vios, những cái chiếc xe nhỏ, mà mình mua hẳn một chiếc này giá thành cũng ngang bằng Morning Vios thôi, mà đã được xe rất là đẹp rồi. Vâng, tất cả các chi tiết thì tuyệt vời, đặc biệt là keo chỉ thì zin luôn, con này không đâm va máy, không ngập nước nhá quý vị nhá, đảm bảo cho quý vị các bạn luôn. Phần da thì cực kỳ mềm êm, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, đó mọi người có thể nhìn cùng em ghế này, ghế da zin ngồi rất là êm chắc và rất ít ngồi. Vâng, hộp phụ kiện này, uầy, đầy đủ đồ nghề luôn, các cái chức năng điều chỉnh ghế rồi ở đây hết mọi người nhá, này rất là tiện lợi luôn. Đấy, còn cửa mở ra, không gian cốp đằng sau này rất là hiện đại. Vâng, đó, một chiếc xe khá là hiện đại luôn. Con xe này thì có một cái đặc điểm là mở cốp ra thì phải tắt chìa khóa điện, nên là em tắt luôn. Đó, mở luôn khóa. Vâng, cốp này mọi người có thể nhìn nhé, logo Camry nổi bật, các cái đèn hậu này cũng tương đối khá là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Vâng, form 2008 thì nó sẽ, vâng, đấy vẫn còn giữ được rất nhiều luôn. Vâng, con này thì sử dụng chìa khóa điện đấy nhá quý vị nhá. Vâng, vâng, đây mọi người nhìn này, camera lùi này gắn sẵn rồi này. Đấy, đặc biệt là không gian đằng sau mọi người có thể nhìn là các cái phần đinh hàn vẫn còn đẹp. Vâng, đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, và phần nắp capo sau, nắp cốp sau này mọi người nhìn này, căng đét luôn. Tất cả các cái thảm nỉ thì cũng rất là xịn và đẹp luôn nhá, sờ rất là mới, gần như là mới luôn. Đặc biệt là thảm nón này, con này thì gần như là người ta không sử dụng cái khoang cốp này sao ấy. Vâng, khoang cốp này rất là đẹp luôn, vẫn còn mới. Vâng, và đây mọi người nhìn này, lốp sơ cua này, lốp sơ cua sử dụng vành la răng 8 chấu 9 chấu ạ, bản theo hãng luôn, và cũng là lốp Michelin nhá. Và phần dưới lót sàn thì cũng đã được dán chống ồn rồi. Đấy, rất là tiện lợi luôn, cốp khá là sạch sẽ. Vâng, phần đuôi thì có cái về cánh gió vuốt ở đằng sau, rất là theo đúng phong cách nên là trông rất là hoằm hố luôn. Đấy mọi người nhìn ạ, đuôi vuốt này, các cái cảm biến đằng sau đầy đủ luôn. Đó, cảm biến lùi va chạm hai bên hông cũng như là đằng bên lái bên phụ. Đấy, rồi lốp mọi người nhìn nhá. Vâng, vành la răng 9 chấu, form dáng đúng của hãng luôn, lốp Michelin. Thưa quý vị các bạn, lốp này thì cũng tương đối khá là cũ theo thời gian rồi, nhưng dùng vẫn còn ngon. Vành 17, lốp 215, tỷ lệ 55. Và em đang đi tìm thêm tuổi thọ của lốp nó, cái lốp nó ở đâu. Nói chung là 2016. Vâng, 2016 thì giữ được như thế này thì quá ok rồi. Lốp đã theo thời gian nhưng còn đi được chán. Vâng, với chiếc xe này còn đi được 2 năm nữa. Vâng, đây lò xo này mọi người nhìn này. Đấy, cua lốp đẹp luôn. Vâng, các cái phần cột kèo ở xe thì mọi người không cần phải nghĩ ngợi đâu, cột kèo thì thẳng căng đẹp luôn, nét căng chỉ. Vâng, còn lốp mít trên này thì mọi người có thể nhìn là lốp mít thì cũng tương đối khá là ổn, khá là sạch sẽ. Lốp mít con này cũng là vành 17 và lốp đâu em đang đi tìm. Vâng, cái thông số nó cũng lốp trước thì là 2019 quý vị ạ. Vâng, mà cua lốp thì đẹp luôn. Đó, bầu đèn thì cực kỳ sáng trong luôn. Đấy, đèn đóm sáng láng, form dáng thì đúng là không chê vào đâu được, đúng là hàng sang. Vâng, một chiếc xe khá là ổn, nước điều hòa ra luôn được quý vị ạ. Vâng, lốp mít sử dụng 4 bánh phanh đĩa kết hợp phanh ABS, cân bằng điện tử EPS. Trên xe là rất là an toàn, đi đường trường thì cực kỳ là đầm chắc, và đặc biệt là cao tốc thì có thể là phi đến 160, 180 thì không hề hấn gì, không rung lắc luôn. Vâng, tay lái thì rất là đầm,
và các cái phần ghế chỉnh điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường, không thiếu một chức năng gì luôn. Đó, cái hộp gỗ này trông mạ ốp gỗ rất là đẹp. Đấy. Đấy, khay để đồ này, táp lô sạch sẽ cực kỳ luôn. Táp pi bên này cũng thế, mọi người có thể nhìn táp pi rất sạch sẽ, da mềm, căng. Bên Vũ Duy Auto thì sẽ bảo hành cho quý vị các bạn về phần pháp lý giấy tờ, nên mọi người thật sự là yên tâm. Giấy tờ thì chỉ sang tên trong vòng một lốt nhạc thôi. Vâng. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp như thế này thì hãy nhanh tay alo cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Em sẽ hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Đấy, rèm cửa đấy. Vâng, rất là tiện lợi luôn, hiện đại. Con này thì là nói chung là chủ yếu là không gian ngồi đằng sau rất là rộng rãi của các quan chức đại gia, cũng như là cái cảm giác ngồi rất là thoải mái. Điều hòa thì hai vùng nhá quý vị nhá. Đây vùng sau đấy ạ. Vâng, rất là sung sướng, ngồi thì cực kỳ là êm, chắc luôn. Xe này thì không phải nghĩ rồi. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi đến khoang máy của chiếc xe để xem phần máy. Và trước khi mà vào phần máy thì ta sẽ đi đến chỗ ghế ngồi để cảm nhận cái cảm giác của chiếc xe. Đấy. Thưa quý vị các bạn, là khi mà em ngồi là nổ luôn. Đấy, mọi người hãy nhìn cùng nhá. Đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng luôn, đồng hồ vòng tua động cơ cũng như là đồng hồ tốc độ. Đồng hồ cảnh báo cánh cửa mở, xăng. Em vừa đi đổ xăng về. Vâng. Túi khí cho người lái này và túi khí người ngồi bên cạnh. Con này thì nói chung là ngồi thì cực kỳ sung sướng. Màn hình camera lùi nhá. Khi mình lùi như này thì màn hình sẽ hiển thị luôn. Đó, rất là hiện đại. Cần số tay nắm cần số bằng da tương đối khá là mới. Điều hòa auto và điều chỉnh thì đúng form dáng luôn này. Mọi người nhìn nhá, đầu đĩa DVD 6 đĩa này. Rồi CD. Bật. Đấy, nhạc thì rất là hay. Dương dòng này đập âm thì cực sướng luôn. Nhưng mà nói thật với quý vị các bạn, em sợ bản quyền của YouTube lắm. Thế nên là thôi, bật thế thôi. Còn những ai muốn nghe nhạc nữa thì đến cửa hàng. Rất là hiện đại. Đấy, rèm sau kìa. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đấy, rèm sau. Đấy, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Và bây giờ thì ta đi mở cốp. À, gạt mưa nữa. Nước mưa lênh láng luôn. Đấy, mọi người nhìn nhá. Các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, không có một cái chức năng gì phải nghĩ. Chiếc xe thì đi được 12 vạn rồi. Đó, rất tiện lợi luôn. Wow. Thưa quý vị các bạn, động cơ VTVI V6 của Camry, một Toyota, một động cơ được mệnh danh là bền bỉ với thời gian. Đây là cụm phanh ABS vẫn còn rất là mới luôn. Đó. Các cái phần răng này, mọi người nhìn đầu răng này. Rất là đẹp luôn. Các cái phần răng ốc lỗ tròn đều. Nói chung là con này thì không đâm va. Máy móc thì không ngập nước, mọi người yên tâm. Đấy, ốc ác thì đây. Và nắp capo, mọi người cùng em nhìn nhé, nắp capo này. Vâng. Thưa quý vị các bạn, chiếc xe đẹp như thế này giá thành chỉ có 389 triệu đồng, không nhanh tay thì chỉ có mất ngay. Vâng. Cửa hàng em tốc độ bán xe thì cực kỳ nhiều và nhanh khắp miền Bắc luôn, nên là mọi người cũng thực sự không phải nghĩ ngợi. Những ai quan tâm thì hãy nhanh chóng đặt cọc cho Vũ Duy Auto và để cho mình sở hữu được chiếc xe này. Một chiếc xe khá là đẹp, máy móc thì cực kỳ là êm. Đấy, mọi người ngồi gần mà nghe thấy tiếng máy này, gần như là ốc chưa ra một chút nào luôn nhá. Máy chưa ra, ốc chưa ra, máy chạy cực kỳ êm. Và xem hơi thừa, thôi riêng dòng này không phải nghĩ. Úi giời, chặt phết. Thưa quý vị các bạn, dòng này nhá, riêng có hơi thừa, đấy máy còn cực kỳ êm, êm hơn cả dòng Vios luôn. Vâng, máy 3.5, máy cực kỳ êm luôn, êm chắc luôn. Động cơ cực kỳ sang trọng, lịch lãm. Vâng, phần nắp capo thì đẹp tuyệt vời. Đấy, sạch sẽ, đẹp đẽ, không dầu mỡ bắn. Phần gầm. À, mọi người nhìn này, gầm căng luôn. Đấy, kia là nước điều hòa chảy nhá. Đấy, hệ là mát rất là tốt luôn. Đấy, là mát ở chiếc xe thì cực kỳ là chuẩn luôn. Đấy, gầm bệ chắc chắn luôn, cao ráo này, thoáng luôn. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đấy, gầm bệ rất là chắc. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Camry 3.5Q, một chiếc xe khá là đẹp và với giá thành thì vô cùng rẻ, chỉ có 389 triệu đồng đã mua ngay được một chiếc
Camry 2008. Vâng, sánh ngang được với các cái mẫu sedan tầm thấp bây giờ, giá thành quá là rẻ rồi. Thì chả tội gì mà không mua chiếc xe này để đi cho nó sung sướng. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được những chiếc xe đẹp, những chiếc xe ưng ý. Xin chào, tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.